Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong mục sổ tay học mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là hướng dẫn cách lựa chọn thực phẩm an toàn cho bữa ăn dịp Tết và bài thuốc giải rượu ngày xuân. Trong mục hỏi đáp là chia sẻ của bác sĩ về căn bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Câu chuyện y tế cuối chương trình là phản ánh về hậu quả của việc dùng thuốc sai cách. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang cận kề. Đây là thời điểm mà nhu cầu tiêu thụ thực phẩm lớn nhất trong năm. Để đảm bảo sức khỏe trong những ngày Tết, việc lựa chọn, bảo quản thực phẩm là vấn đề cần quan tâm. Sau đây, ông Lê Quang Vinh, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Hưng Yên sẽ gợi ý đến quý khán giả cách lựa chọn thực phẩm an toàn, đảm bảo bữa ăn cho gia đình trong dịp Tết. Do nhu cầu thực phẩm ngày Tết thì nó diễn ra đột biến, nhu cầu của người dân tăng vọt nên thị trường thực phẩm Tết luôn là cơ hội của những cái hàng giả này, hàng kém chất lượng len lỏi vào thị trường, đánh lừa người tiêu dùng, đặc biệt là đối với những cái mặt hàng thực phẩm thiết yếu như thịt, chả, mứt bánh, mứt kẹo và nước giải khát. Vì vậy người tiêu dùng nên cẩn thận lựa chọn và sử dụng những thực phẩm để đảm bảo cho sức khỏe cho gia đình. Nguyên tắc cơ bản để lựa chọn thực phẩm là phải có nguồn gốc xuất xứ này, có ngày sản xuất, hạn sử dụng và có nhãn mác thông tin đầy đủ và không được mọc hỏng mốc hay là có mùi khó chịu, và những cái mặt hàng nhập khẩu là phải có cái nhãn phụ bằng tiếng Việt để đảm bảo cho người tiêu dùng được lựa chọn. Một số các cái bánh kẹo được sử dụng nhiều trong dịp Tết thì người tiêu dùng nên lựa chọn những cái sản phẩm do những cái đơn vị là có uy tín, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tránh mua phải những cái sản phẩm mà hiện tại là họ có cái hàng nhái, cái kiểu như nhãn mác. Đặc biệt là các mặt hàng và bánh kẹo thì chúng ta nên quan sát kỹ cái thông tin ở ghi trên cái bao bì sản phẩm, thí dụ như là ngày nơi sản xuất này, ngày sản xuất và hạn sử dụng, cách bảo quản thực phẩm và hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Đây là thông tin rất quan trọng, bởi hiện tại bây giờ trên thị trường có rất nhiều cái nhãn hàng họ không ghi rõ đơn vị sản xuất, có thể là các cái cơ sở nhỏ lẻ đưa vào thị trường gây mất an toàn phẩm. Lựa chọn đối với thịt và các sản phẩm thịt trong những dịp Tết này thì cái nhu cầu về thịt có rất là nhiều, nhưng mà chúng tôi chia ra hai dạng. Thứ nhất là sản phẩm bao gói, từ những cái sản phẩm từ thịt và các cái sản phẩm chế biến từ thịt có bao gói thì chúng ta nên lựa chọn sản phẩm có đầy đủ cái nhãn mác theo cái nguyên tắc chung, lựa chọn chung là đầy đủ về nguồn gốc xuất xứ này, ngày sử dụng này, hạn sử dụng, có nhãn mác được thông tin đầy đủ, không hỏng mốc và có mùi khó chịu. Đấy là cái nguyên tắc chung. Và những cái sản phẩm này, đặc biệt là những sản phẩm thịt thì phải có rõ là cái điều kiện bảo quản của thực phẩm, nhiệt độ bảo quản. Nếu chúng ta không tuân thủ cái nguyên tắc này thì có thể dẫn đến sử dụng những cái sản phẩm bị hỏng mặc dù là vẫn còn hạn sử dụng. Và những cái sản phẩm thịt tươi thì chúng ta lên mua tại cửa hàng mà có giấy chứng nhận vệ sinh thú y đầy đủ. Khuyến cáo của từng ngày, tôi xin lưu ý đối với người tiêu dùng thì đặc biệt là chúng ta cảnh giác đối với những cái sản phẩm hiện tại có cái màu bắt mắt thì cũng có thể cái nguy cơ có cái phẩm màu và phụ gia thực phẩm gây hại cho người tiêu dùng. Và đối với người tiêu dùng hoặc là nhân dân trong tỉnh, khi phát hiện những cái cơ sở mà sản xuất và sử dụng những cái phụ gia độc hại đấy, thì cũng thông báo đối với cơ quan quản lý nhà nước gần nhất để các cơ quan quản lý có biện pháp kiểm tra và xử lý kịp thời. Lưu ý nữa là người tiêu dùng là đối với tất cả các khuẩn nói chung, mỗi sản phẩm thì có một cái điều kiện bảo quản nhất định thì chúng ta phải tuân thủ cái điều kiện của hướng dẫn của nhà sản xuất. Tết đến xuân về là dịp đặc biệt để mọi người cùng nhau chúc tụng bia rượu trong các buổi họp mặt, nhất là cánh nam giới. Tuy nhiên, tình trạng quá chén không chỉ khiến cho cơ thể bạn mệt mỏi uể oải, không muốn hoạt động mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, gây tác hại lâu dài. Trong mục sổ tay y học ngày hôm nay, bác sĩ Phạm Hùng Vĩ, khoa y học cổ truyền và phục hồi chức năng Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào sẽ giới thiệu tới quý vị bài thuốc điều trị hiệu quả chứng bệnh này. Người Việt Nam mình có thói quen sử dụng rượu bia, nhất là trong các dịp lễ Tết thì cái lượng sử dụng rượu bia càng ngày càng tăng. Theo y học cổ truyền, rượu bia được hấp thu qua tỉ vị rồi đưa lên can đờm. Rượu bia sẽ sinh ra uất nhiệt tại can đờm vị, gây ra các chứng như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, giảm thần trí, cười nói huyên thuyên. Pháp điều trị của y học cổ truyền gồm thanh tiết nhiệt của can, đờm, vị, tỉnh thần để điều trị chứng say rượu này. Chúng tôi sử dụng bài thuốc bao gồm: một là nhân sâm,
có tác dụng bổ khí, sinh tân dịch. Hai là cát căn cũng có tác dụng sinh tân dịch và giải độc rượu. Cúc hoa có tác dụng thanh nhiệt ở can đởm, chữa các chứng đau đầu do tác dụng phụ của rượu gây ra. Trần bì có tác dụng lý khí, chỉ nôn, giảm co thắt dạ dày, giảm nôn. Viễn trí có tác dụng an thần nhưng cũng có tác dụng tỉnh thần để điều trị là các cái chứng đau đầu, nói sảng, nói nhiều. Liều lượng về nhân sâm chúng ta nên dùng từ 5 đến 10 gram. Cúc hoa chúng ta nên dùng khoảng liều lượng 12 đến 15 gram. Sắn dây chúng ta nên dùng với liều lượng khoảng 20 gram. Nếu như có hoa sắn dây thì tốt hơn là sắn dây củ. Cách sắc thuốc, chúng ta sẽ cho các vị thuốc vào trong rổ, rửa sạch, cho vào ấm, đổ ngập nước qua các vị thuốc khoảng tầm 1,5 đến 2 cm. Sau đó chúng ta đun sôi nhỏ lửa trong vòng khoảng 15 đến 20 phút rồi lấy ra để ấm cho người say rượu uống từng ngụm nhỏ. Về rượu bia trong ngày Tết thì chúng ta nên tuân thủ một số các nguyên tắc. Nếu như có điều hành về tàu xe, lái xe hay vận hành máy móc thì tuyệt đối chúng ta không nên uống rượu. Hai là khi uống rượu thì nên tùy tỉ lượng của mỗi người. Người uống được nhiều, người uống được ít thì mình uống đến cái độ của mình để mình nên dừng. Hai nữa, trong các cuộc vui thì chúng ta cũng không nên ép rượu nhau. Bởi vì ép rượu dễ đến một cái việc say thụ động, không tốt cho sức khỏe và không tốt cho những người xung quanh. Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên là căn bệnh có thể xảy ra ở mọi đối tượng, không phân biệt giới tính và tuổi tác. Biểu hiện chính của bệnh là liệt nửa mặt, méo miệng. Đây là căn bệnh không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng có thể gây ảnh hưởng nặng nề đến ngoại hình và chất lượng cuộc sống. Bệnh có thể để lại di chứng nếu không được điều trị đúng cách. Vậy cần làm gì nếu như chẳng may bị liệt dây thần kinh số 7? Để có lời giải đáp, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Văn Tùng, Phó trưởng khoa Y học cổ truyền phục hồi chức năng Trung tâm Y tế huyện Kim Động. Bệnh liệt dây thần kinh số 7 theo y học hiện đại thì có rất nhiều nguyên nhân gây nên, có thể kể đến như là do lạnh, đây là nguyên nhân hay gặp nhất, chiếm tới 80% các trường hợp bệnh nhân thường bị bệnh sau khi bị nhiễm lạnh, hay gặp nhất là về ban đêm. Thứ hai là do viêm nhiễm như viêm các dây thần kinh, viêm dây 7, viêm tai xương chũm, bệnh Zola. Ngoài ra thì bệnh nhân cũng có thể bị bệnh do những nguyên nhân ít gặp hơn như là do khối u, do tổn thương nền sọ. Bệnh nhân bị liệt dây thần kinh số 7 thường sẽ xuất hiện một số các cái triệu chứng điển hình như là miệng méo, nhân trung lệch về bên lành, mắt bên liệt nhắm không kín, nếp nhăn chán và rãnh mũi má của bên liệt sẽ bị mờ hoặc mất. Bệnh nhân thường khó khăn trong việc thực hiện một số động tác như là thổi lửa, huýt sáo, ăn uống thì thường bị rơi vãi. Điều trị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên thì thường điều trị nội khoa là chính, bằng việc kết hợp giữa điều trị dùng thuốc với không dùng thuốc. Đối với điều trị dùng thuốc thì bệnh nhân thường được sử dụng các cái thuốc kháng viêm corticoid, các thuốc tăng dẫn truyền thần kinh, vitamin nhóm B liều cao. Trong trường hợp bệnh nhân bị liệt dây 7 do viêm nhiễm thì có thể kết hợp thêm các thuốc kháng sinh, kháng virus. Đối với điều trị không dùng thuốc thì bệnh nhân có thể được sử dụng một số các phương pháp như châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, kết hợp với các cái phương pháp vật lý trị liệu khác như điện xung, sóng ngắn. Trong trường hợp điều trị nội khoa tích cực kéo dài mà các triệu chứng không thuyên giảm hoặc là diễn biến bệnh ngày càng nặng lên thì có thể cân nhắc chỉ định phẫu thuật. Để phòng ngừa liệt dây thần kinh số 7 thì mọi người cần phải giữ ấm vùng cổ về mùa lạnh, tránh gió lùa,
tránh nhiễm lạnh và phải điều trị tích cực các cái triệt để các cái bệnh lý viêm nhiễm như viêm tai giữa, viêm tai xương trũng. Ngoài ra thì bệnh nhân cũng cần phải có chế độ ăn uống, lao động, nghỉ ngơi, rồi tập luyện sao cho hợp lý khoa học để nâng cao sức khỏe và tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Thưa quý vị và các bạn, một yếu tố khá quan trọng khi uống thuốc nhưng lại ít được đề cập và quan tâm đúng mức là cần phải uống thuốc đúng cách, uống thuốc ít nước, uống thuốc rồi nằm nghỉ ngơi ngay cũng dễ dẫn đến những tổn thương ở thực quản mà người bệnh không thể ngờ đến. Hậu quả của việc uống thuốc không đúng cách này sẽ rất nặng nề nếu không được phát hiện kịp thời. Phản ánh sau tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà. Bà Phạm Thị Hoa, 65 tuổi ở Khoái Châu, đã phải nhập viện để điều trị cả tuần nay sau khi có cảm giác đau rát âm ỉ liên tục ở vùng ngực sau ức và vùng bụng trên rốn, đặc biệt là khi ăn uống. Nội soi tiêu hóa tại bệnh viện phát hiện có một vết loét đường kính khoảng 15mm ở thực quản. Đây là bệnh cảnh loét thực quản cấp tính do thuốc khá điển hình và thường gặp ở những bệnh nhân uống thuốc sai cách. Thì bình thường thì cứ đau thì là ở nhà ấy thì lại cứ lấy thuốc uống. Thế nhưng mà đợt này thấy nó tự nhiên thì nó lại nôn ra máu đi, xong rồi người nó mệt thả lả người đi. Thế không ăn không uống gì được. Thế là đi xuống đây thì là khám thì là các bác xét ra bệnh. Nguyên nhân là uống thuốc là cũng phải nên là uống nhiều nước. Tôi uống nước thì uống ít, tại vì là cứ nôn nên uống vào nôn ra nên là sợ không dám uống nhiều nước. Đây là một trường hợp bệnh nhân đến khám với những cái triệu chứng là bệnh nhân nuốt nghẹn, đau tức ngực, buồn nôn và nôn ra dịch màu máu đỏ tươi. Thì bệnh nhân đến khám và có cái chỉ định là nội soi cái thực quản dưới đây để chẩn đoán cái nguyên nhân gây đau cái nuốt vưỡng. Ban đầu thì tất cả mọi người đều nghĩ đấy là một cái trong dạ dày thực quản, chứ không nghĩ đến cái việc là cái tác hại của việc dùng thuốc sai. Để sau khi nội soi thì bọn tôi thấy ở đoạn 1/3 thực quản thì có hình ảnh loét kéo dài và cái giả mạc của nó thì bị bong tróc, có rỉ máu. Và quay lại thì chúng tôi có khai thác ngược lại bệnh nhân là việc cách đây từ 24 đến 48 giờ vừa rồi thì bệnh nhân có dùng thuốc hay không. Thì khai thác được là bệnh nhân có dùng thuốc và không uống nước, vì bệnh nhân uống nước nhiều rồi lại buồn nôn, rồi lại đau hoặc là khó chịu. Với những trường hợp này là viên thuốc đã bị mắc lại đoạn 1/3 giữa thực quản. Đoạn 1/3 giữa thực quản là cái đoạn hẹp nhất của thực quản. Và những viên thuốc mà có nang mềm ấy thì nó vô cùng dễ bị tan, bị dính vào cái niêm mạc thực quản nếu không đầy đủ nước để đưa toàn bộ viên thuốc này xuống. Và với cái nồng độ rất cao và những cái thuốc có tính chất axit hay bazơ thì có thể gây bỏng, gây loét, gây chảy máu, thậm chí về lâu dài là có thể gây xoắn vặn thực quản, gây co kẹo, để lại cái hậu quả rất nghiêm trọng, thậm chí có thủng thực quản, gây tràn máu, tràn dịch vào trung thất. Trên thực tế, loét thực quản do thuốc không hiếm gặp nhưng thường ít được nghĩ đến vì triệu chứng đau ngực làm người bệnh lo lắng và nghĩ đến bệnh tim phổi hơn là bệnh lý của đoạn ống tiêu hóa ít được nghe nhắc đến này. Nhưng nhiều người bệnh chỉ nghĩ đơn giản đây là tác dụng phụ tất yếu của thuốc trên dạ dày và chấp nhận nó, trong khi đây hoàn toàn là một tình trạng bệnh có thể phòng tránh. Khi uống thuốc sai cách thì rất nghiêm trọng, do đó là chúng ta cần phải tuân thủ những cái chỉ định bắt buộc của việc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. Thì cách uống thuốc nó đảm bảo là quá trình thuốc sẽ được là đưa xuống và đến cơ quan đích. Chúng ta đảm bảo phải uống đủ từ 200 đến 300 ml nước sau khi chúng ta uống thuốc để thuốc có thể xuống được khỏi thực quản qua dạ dày, tránh hiện tượng là thuốc sẽ mắc ở tại thực quản. Có nhiều loại thuốc có thể gây viêm loét thực quản. Tuy nhiên, thường gặp nhất vẫn là nhóm thuốc kháng sinh doxycycline, các loại thuốc kháng viêm giảm đau, thậm chí là nhóm thuốc giảm đau hạ sốt tương đối lành tính nhất là paracetamol cũng đã có những cảnh báo trong y văn ở châu Á là có thể gây ra viêm loét thực quản. Chính vì vậy, hãy sử dụng thuốc theo đơn chỉ định và đúng cách để tránh gặp những hậu quả đáng tiếc về sức khỏe. Mục Cuộc Sống Khỏe hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.